Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay, với ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây, nên khắp nơi tại Bắc Bộ đồng loạt có nắng sớm. Trời nóng bức với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 34-36 độ, một số nơi còn trên 37 độ. Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất ngày phổ biến từ 50-60%. Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài đến hết ngày mai, sau đó từ đêm 23 sang tới ngày 24, rãnh mây dông ở phía Bắc và vùng hội tụ gió trên cao lại hoạt động trở lại, nên khả năng Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm trên đợt, có nơi trên 150mm trên đợt. Mưa tập trung nhiều ở khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ như tại Lào Cai, Yên Bái, Sơn La. Trong cơn dông tiềm ẩn nhiều nguy cơ về lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ theo đó sẽ giảm dần, nắng nóng sẽ chấm dứt. Do có mưa nên từ ngày 24 tháng 5, nắng nóng ở khu vực tạm thời dịu dần. Còn ở miền Trung trong cả 3 ngày tới vẫn chịu tác động của vùng thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn, nên thời tiết chủ đạo tại khu vực này vẫn là nắng và nóng. Nhiệt độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa tới Phú Yên phổ biến từ 36-37 độ, vùng núi phía Tây sẽ cao hơn. Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận khi nằm ngoài vùng có tác động của áp thấp nóng nên nhiệt độ cả ngày sẽ không nơi nào vượt quá ngưỡng 34 độ. Lưu ý là từ chiều tối ngày 23 sang tới ngày 24 tháng 5 thì khu vực Nam Trung Bộ sẽ có thể tăng mưa, cục bộ sẽ có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra. Ở phía Nam đã có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, có nơi trên 80mm. Gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn, nên mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có xu hướng tăng cả về diện và lượng. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, đặc biệt là từ ngày 23 trở đi, thì khả năng cao các tỉnh phía Nam sẽ chịu ảnh hưởng thêm của nhiễu động từ phía Đông để vào. Nên trong khoảng từ ngày 24 tới ngày 27 tháng 5, khu vực sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa ở Nam Bộ phổ biến từ 150-300mm, Tây Nguyên phổ biến từ 200-450mm trên đợt. Trong cơn dông, người dân cần cảnh giác với dông lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay 23 tháng 5 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng là từ 31-34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, riêng chiều tối có mưa rào và dông. Phía Bắc có gió đông nam, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ,
Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 32-35 độ. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.